ngày 7 tháng 9, Long bị Cục Cảnh sát Hình sự khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội môi giới mại dâm. Theo cảnh sát, Long là quản lý của một số nghệ sĩ và đại diện cho nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc khi hoạt động ở Việt Nam. Long cũng nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang khi tham dự nhiều sự kiện nổi tiếng trong nước và thế giới. Anh ta thể hiện có cuộc sống giàu sang, đi nước ngoài thường xuyên. Nhà chức trách cáo buộc, dựa vào sự nổi tiếng và các mối quan hệ rộng với giới showbiz, Long đã vận hành đường dây môi giới mại dâm xuyên quốc gia. Long khai nhận đã môi giới mua bán dâm cho một số cô gái là hoa hậu, á hậu, người đẹp ở Việt Nam. Nghi can còn thông qua đối tác để môi giới mại dâm cho một số người đẹp nước ngoài với giá hàng chục nghìn đô. Long thừa nhận giá mỗi cuộc mua dâm khoảng 360 triệu đồng, trong số này Long trả cho mỗi cô 60 triệu đồng. Theo cảnh sát, hoạt động môi giới mại dâm trong giới showbiz vẫn diễn ra sôi động. Gái bán dâm thường từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc hoặc diễn viên điện ảnh, người mẫu, ca sĩ, người nổi tiếng trên mạng xã hội. Người mua dâm thường là chủ doanh nghiệp, người giàu có. Nhóm môi giới và mua bán dâm hoạt động rất tinh vi khi phải có sự giới thiệu hoặc bảo lãnh mới thực hiện giao dịch.